Trước đây canh tác nương rẫy, chỉ trồng mì trồng bắp nên đời sống của hơn 100 hộ dân Bana tại làng Bờ Là gặp nhiều khó khăn. Nhưng nay, bộ mặt ngôi làng đã ngày càng thay đổi khang trang hơn nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, nhất là khi triển khai xây dựng làng nông thôn mới cùng các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất đã giúp hộ dân vươn lên thoát nghèo. Bỏ trước này, đó, trước là bắp với mì. Bên này phát triển học hỏi anh em nữa, người kinh bên này trồng rừng, trồng cái keo, keo mình được 10 hectare. Bên này cũng đã được yên ổn rồi, gia đình mình cũng phấn khởi. Huyện Công Chơ Ro có 74% người dân tộc thiểu số sinh sống, thuộc huyện nghèo 30A của cả nước. Thời gian qua, công tác kiểm tra đánh giá tiêu chí hộ nghèo được triển khai đồng bộ, làm cơ sở để chính quyền địa phương xây dựng các mô hình giảm nghèo một cách có hiệu quả. Từ đó, người dân được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, tham gia học nghề, phát triển kinh tế, xây dựng thôn làng ngày càng no ấm. Đảng, Nhà nước là hỗ trợ là rất nhiều. Ở trong thôn đấy là làm đường này, trường này, học này, nước sạch này, cũng làm là nhà nước là quan tâm trường học, cái gì nó đầu tư hết này. Nhờ cái vốn hỗ trợ của ngân sách trung ương và của tỉnh về cái hỗ trợ về phát triển sản xuất cũng như là nâng cao cái cơ sở hạ tầng, tập trung vào chương trình là khuyến nông, là hỗ trợ về giống, xây dựng các cái mô hình trình diễn để từ đó là lan tỏa ra cho bà con là những cái kiến thức nông nghiệp. Để tiếp tục phát triển kinh tế xã hội ở vùng căn cứ cách mạng, chính quyền huyện Công Chơ Ro, tỉnh Gia Lai đã và đang tập trung nguồn vốn của 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 với hơn 120 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, hỗ trợ phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, góp phần nâng cao hơn nữa đời sống của đồng bào Bana nơi đây.